Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Trước khi chúng ta đến với lời Chúa, một lần nữa tôi xin phép được cầu nguyện. Cha ơi, một lần nữa chúng con đến với lời của Ngài. Xin Cha chúc cầu tiếp nhận tấm lòng của chúng con, cho chúng con có tấm lòng kiến thức để cho con đón nhận sự dạy dỗ của Chúa trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin Chúa sức đều đặc biệt trên đời sống của tất cả mọi người trong chúng con, để cho con có thể đón được ý muốn của Ngài trong giai đoạn mới này, để cho con bước đi trong ý muốn của Thánh Linh này, để cho con được thành công, để Chúa được vinh hiển qua đời sống của mỗi chúng con, để công việc của Chúa được phát triển qua hội thánh của Chúa tại nơi đây. Điều Thánh Phúc đặc biệt về Nam luôn luôn bước đi trong sự nghiệp ngày ngày. Chúng con tạ ơn Chúa. Thì này chúng con công bố này, linh của sự mệnh của Yêu đi ra coi hôm nay Chúa tại đây. Linh của sự buồn ngủ đi ra coi tất cả những sự Chúa tại đây. Chúng con công bố được ý muốn của Chúa được nghe như lời sống của chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện. Amen. Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý thầy thầy Chúa, tôi xin phép đọc một phần đoạn kinh thánh và tôi sẽ trình bày cái thật của Chúa trong buổi chiều ngày hôm nay. Tôi sẽ đọc kinh thánh ở trong bản hiện đại, cho nên nó hơi khác với những cái bản truyền thống của chúng ta. Ở Cô Linh Tô nhất đoạn 2 từ câu số 7: chúng tôi giảng triết lý của Thượng Đế là huyền nhiệm, trước kia không ai biết, nhưng từ nghìn xưa Thượng Đế đã dành sẵn để đem lại cho chúng ta vinh quang muôn đời. Không một nhà lãnh đạo nào của thế giới biết được huyền nhiệm này, vì nếu biết nó, họ đã chẳng đấng đinh Chúa vinh quang trên ngai thập tự. Theo Thánh Kinh, huyền nhiệm đó là những điều chưa mắt nào thấy, chưa tai nào nghe, và chí loài người chưa hề nghĩ tới, nhưng Thượng Đế đã dành sẵn cho người yêu mến này. Thượng Đế đã nhờ Thánh Linh tiết lộ cho chúng ta. Thánh Linh dò xét mọi sự, kể cả điều sâu nhiệm của Thượng Đế, vì chẳng ai có thể biết những tư tưởng sâu kín trong lòng người, trừ ra tâm linh của chính người đó. Cũng thế, ngoài Thánh Linh Thượng Đế, không ai biết được những ý tưởng mầu nhiệm của Thượng Đế. Thượng Đế ban Thánh Linh này cho chúng ta không phải thần linh trần gian, nên chúng ta biết được những ân tứ của Thượng Đế. Khi truyền giảng, chúng tôi không dùng từ ngữ triết học, nhưng dùng từ ngữ của Thánh Linh giải thích những điều thuộc linh bằng ngôn ngữ thuộc linh. Người không có Thánh Linh không nhận lãnh những ân tứ của Thượng Đế, chỉ coi như chuyện khờ nhạt, vì phải nhờ Thánh Linh mới hiểu giá trị ân tứ đó. Người có Thánh Linh hiểu giá trị mọi điều, nhưng người khác không hiểu họ. Ai biết được tư tưởng Chúa, ai dám quyết bảo Ngài? Nhưng nhờ Thánh Linh, chúng ta có tư tưởng của Chúa cứu thế. Amen. Kính thưa hội thánh Chúa, chúng ta rất lời cảm ơn Chúa buổi sáng ngày hôm nay. Chúng ta đã được mục sư nhắc nhở một niềm, mục sư phó bắt này, cho chúng ta ôn lại, nhớ lại những gì mà Chúa Thánh Linh đã hiểu được qua 40 năm trước. Và trong thời giờ này, thì tôi cảm ơn Chúa. Tôi sẽ trình bày lẽ thật của Chúa về Thánh Linh của Ngài, không phải trong quá khứ, nhưng mà Thánh Linh của Chúa trong hiện tại và Thánh Linh của Chúa trong tương lai. Tôi sẽ tập tỉnh hai điều. Thứ nhất là Đức Thánh Linh là đấng tạo nên sự khác biệt trong thế giới của loài người. Và thứ hai là Đức Thánh Linh là đấng Ngài tiết lộ cho chúng ta những bí mật của thiên này. Nói về cái sự khác biệt, chúng ta thấy là trong Kinh Thánh có 96 lần Kinh Thánh nhắc đến từ là Đức Thánh Linh, có 28 lần Kinh Thánh nhắc đến Đức Thánh Linh là thần của Đức Chúa Trời, 26 lần Kinh Thánh nhắc đến là thần linh của Chúa. Rồi chúng ta biết là Kinh Thánh luôn luôn nói là Thánh Linh là thần mưu lược, thần mạnh sức, thần khôn ngoan, thần yên ủi, thần của lẽ thật. Tất cả những cái danh xưng đó là để cho chúng ta hiểu
Đức Thánh Linh là đấng luôn luôn bùa giúp đời sống của mỗi chúng ta, sân phòng chúng ta. Chúng ta ai là người cảm thấy là mình là người yếu đuối cần có Đức Thánh Linh? Sân phòng chúng ta, ai là người cảm thấy trong cuộc đời của mình có nhiều lúc mình cảm thấy tổn thương, không có ai có thể yên ủi được mình, chỉ có Thánh Linh của Chúa, chỉ có Thần của lẽ thật ở trong chúng ta mới yên ủi được đời sống của chúng ta. Ai là người nhận biết được rằng chúng ta rất bế tắc khi mà chúng ta tìm hiểu về lẽ thật của Chúa? Chỉ khi nào Thánh Linh của Chúa ở trên chúng ta mới hiểu rõ được cái sự mầu nhiệm của lời Chúa Trời. Và đó là công việc của Đức Thánh Linh. Chúng ta xin lời cảm ơn Chúa. Ở trong cái đời sống Cơ Đốc giữa chúng ta với người thế gian có một sự khác biệt mạnh hơn. Đó là giữa chúng ta với người thế gian có sự khác biệt. Đó là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ở trong cuộc đời của chúng ta. Và Chúa Giêsu tạo nên sự khác biệt giữa chúng ta với những người thế gian. Nhưng mà giữa chúng ta là những Cơ Đốc nhân, có hàng triệu Cơ Đốc nhân, có thể nói là gần 1 tỷ Cơ Đốc nhân trên thế giới này. Giữa Cơ Đốc nhân với Cơ Đốc nhân cũng có những sự khác biệt. Khác biệt rất lớn. Đó là khác biệt giữa Cơ Đốc nhân được tái sinh và Cơ Đốc nhân không được tái sinh. Khác biệt giữa Cơ Đốc nhân đầy dẫy Đức Thánh Linh và giữa Cơ Đốc nhân không đầy dẫy Đức Thánh Linh. Có rất sự khác biệt giữa Cơ Đốc nhân bước đi theo sự dẫn dắt của Thánh Linh và những Cơ Đốc nhân bước đi theo sai lầm. Có sự khác biệt rất lớn giữa việc là Cơ Đốc nhân có ân từ và Cơ Đốc nhân không có ân từ. Có sự khác biệt rất lớn giữa Cơ Đốc nhân có bông trái và Cơ Đốc nhân không có bông trái. Cái sự khác biệt đó là gì? Tại ai, tại đâu mà có sự khác biệt đó? Chúng ta đều có Chúa Giêsu. Tất cả mọi người Cơ Đốc nhân đều có Chúa Giêsu. Thậm chí đôi lúc chúng ta được tái sinh, chúng ta được đầy dẫy Đức Thánh Linh, chúng ta có ân tứ, chúng ta có bông trái. Nhưng mà điều gì đã tạo nên sự khác biệt đó? Chính là Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh đã tạo nên sự khác biệt giữa Cơ Đốc nhân với Cơ Đốc nhân. Đức Thánh Linh tạo nên sự khác biệt giữa chúng ta với chính mình. Ở trong cái phần mà Đức Thánh Linh tạo nên sự khác biệt đối với những người mà Ngài yêu mình thì nó có 2 chi tiết. Tôi sẽ nói đến là Đức Thánh Linh tạo nên sự khác biệt giữa chúng ta với người khác, và Đức Thánh Linh tạo nên sự khác biệt giữa chúng ta với chính mình. Chúng ta thấy là Cơ Đốc nhân có bông trái và Cơ Đốc nhân không có bông trái khác nhau hoàn toàn. Xin hỏi Hội Thánh Chúa, ở trong cuộc đời cái người có bông trái hay là cái người không có bông trái hay gây nên gì? Cái người mà gây ra rắc rối ở trong Hội Thánh hay là trong gia đình, cái người có bông trái hay là cái người không có bông trái? Cái người không có bông trái hay gây ra chuyện. Và hầu như những chuyện rắc rối trong Hội Thánh, những chuyện rắc rối trong gia đình đều đến từ những người không có bông trái. Ở trong Hội Thánh của Chúa, công việc được mở mang, danh của Chúa được vinh hiển ở Cơ Đốc nhân đầy ân tứ hay là Cơ Đốc nhân không có ân tứ. Ở đời sống Cơ Đốc nhân có ân tứ. Chúng ta thấy một sự khác biệt rất lớn, mà sự khác biệt đó do chính Đức Thánh Linh tạo nên. Chúng ta không thể tạo nên, chúng ta không thể tạo nên sự khác biệt này. Người ta có thể dùng sự khôn ngoan của đời này, người ta có thể dùng tiền, người ta có thể dùng mức quan hệ để nó tạo nên một sự khác biệt. Nhưng mà sự khác biệt đó đến từ xác thịt, sự khác biệt đó đến từ thế gian. Nó không phải là sự khác biệt đến từ Thánh Linh, nhưng mà Thánh Linh tạo nên sự khác biệt trên đời sống của chúng ta, nó sẽ làm nên điều vĩ đại ở trong đời sống của chúng ta. Và Chúa được vinh hiển qua sự khác biệt đó. Chúng ta thấy rõ điều này qua câu chuyện của Eli và Elise. Đến thời điểm đó chúng ta biết là Elise là chờ,
ấy sẽ làm cho. Nếu như xét về sự khôn ngoan đời này, nếu như xét về sự thành tích hầu của Chúa, nếu như xét về gọi là kinh nghiệm hầu của Chúa, thì Elise không có cách nào để có thể sánh được với Elise là thầy của mình. Nếu như xét về phương diện đó, thì Elise làm trò không bao giờ, không bao giờ ông có thể ngồi kịp cho thầy của mình, chứ đừng nói chi là ông tạo cái sự khác biệt giữa ông đối với thầy của mình. Nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng cuộc đời của Elise và Elise có một sự khác biệt rất lớn. Elise cứ làm trò, nhưng mà ông đã làm được những việc gấp đôi thầy của mình. Có đúng như vậy không thưa anh em thưa chú? Elise làm trò, ông đã làm được những việc gấp đôi thầy của mình. Và điều gì đã làm được điều đó? Cái gì đã làm cái sự khác biệt giữa thầy và trò? Điều gì đã làm ra sự khác biệt giữa Eli và Elise? Chúng ta biết nói điều gì? Đó là thân của Đức Chúa Trời hay là thân của Eli đã cảm động Elise gấp bội phần. Có nghĩa là thánh linh của Đức Chúa Trời ở trên Eli mạnh hơn cả thánh linh của, tôi xin lỗi, thánh linh của Đức Chúa Trời ở trên Elise còn mạnh hơn cả thánh linh của Chúa ở trên Eli. Và sự khác biệt đó là do chính Đức Thánh Linh, hay nói cách khác, do chính thần của Đức Chúa Trời đã tạo nên điều đó. Và chúng ta thấy được rằng một sự khác biệt rất lớn. Và đây cũng là một cái tin tức tốt lành cho chúng ta. Xin hỏi Hội Thánh Chúa, ở đây trong phòng chúng ta ai đang làm chờ? Ai đang làm chờ? Có thể đưa dân cao tay lên. Vâng, cả ơn Chúa, tôi cũng là một học trò. Là một người bước đi với Chúa, chúng ta học trò cuộc đời của chúng ta. Chúng ta là học trò. Và thường chúng ta nghĩ là học trò thì không bao giờ làm chuyện lớn hơn thầy. Nhưng mà trong câu chuyện này cho chúng ta biết được rằng nếu như có thần của Chúa thì dù là học trò chăng nữa vẫn làm chuyện vĩ đại lớn hơn thầy của mình. Có lẽ có amen không? Và nó là tin mừng cho chúng ta. Tôi nói cái đề này không phải kinh nghiệm thần học, không phải là chức vụ lớn lao, cũng không phải là đi theo Chúa lâu năm, không phải là nhiều kinh nghiệm mà có thể làm được chuyện lớn cho Đức Trời đâu. Người làm chuyện lớn cho Đức Trời đó là có thân của Chúa ở cùng. Thân của Chúa ở cùng sẽ làm tạo cái sự khác biệt giữa cơ đốc nhân với cơ đốc nhân. Thậm chí thân của Chúa ở cùng tạo cái sự khác biệt giữa thầy và trò. Nhưng mà chúng ta nhớ kỹ một điều, dù làm trò có làm chuyện lớn bao nhiêu, dù có được ân điển của Chúa, có được sự sức dầu của Chúa bao nhiêu chăng nữa, thì học trò vẫn là học trò. Hãy nhớ kỹ điều này. Dù chúng ta có làm chuyện lớn bao nhiêu bởi ân điển của Chúa, nhưng mà chúng ta nhớ kỹ là học trò thì vẫn là học trò và thầy vẫn là thầy. Vẫn phải dành cho thầy sự tôn trọng lớn nhất. Bởi vì cái phần mà chúng ta làm được không phải bởi năng lực của chúng ta, không phải bởi sự tài giỏi của chúng ta, nhưng bởi thân của Chúa ở trên chúng ta, đó là ân điển của Chúa cho chúng ta. Vì vậy cho nên chúng ta biết ơn Chúa nhiều hơn và chúng ta bám chặt vào Đức Thánh Linh. Hồi nãy có ăn nghe không? Chúng ta thấy được cái điều qua câu chuyện của David. Thưa các đại thân chúng, David chỉ là một cậu bé chăn chiên. Nếu như nói về tương quan điều này, nếu như nói về sự kinh nghiệm, sự khôn ngoan, thì David có thể sánh được với Goliath không? David có thể sánh được với lại Eliab và tất cả các tướng lĩnh của Saul không? David có thể sánh được với vua Saul không? Nếu mà nói sự khôn ngoan của đời này, không bao giờ David có thể sánh được những con người đó. Nhưng chúng ta thấy nói giữa David và Saul có một sự khác biệt bất thường. Chúng ta thấy đó là giữa David và Eliab và tất cả các tướng lĩnh của Saul có một sự khác biệt rất lớn. Chúng ta thấy được David và Goliath có một sự khác biệt rất lớn. Một con người nhỏ bé nhưng mà làm cái chuyện lớn lao quý này. Mà chúng ta biết đó là
sự khác biệt này không phải đến từ David. Chính thần của Đức Chúa Trời đã tạo nên sự khác biệt này. Chính Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã tạo nên sự khác biệt này. Và David đã làm chuyện lớn lao. David đã thắng được Goliath. David đã làm được chuyện mà vua Saul không làm được. David đã làm được cái điều mà tất cả tướng lĩnh của Saul không làm được. David làm được điều đó là nhờ thần của Chúa. Và đây cũng là tin mừng cho chúng ta. Tin mừng cho chúng ta là những người kém học thức, là những người yếu đuối, là những người chưa có kinh nghiệm nhiều. Nhưng mà chúng ta có một tin mừng, đó là chỉ cần khi thần của Chúa đầy dẫy trên chúng ta thôi, chỉ thần của Chúa đầy dẫy trên chúng ta thôi, chúng ta vẫn có thể làm những chuyện vĩ đại cho Đức Chúa Trời. Để cho lời của Chúa ứng nghiệm ấy chẳng phải bởi năng lực, chẳng phải bởi quyền thế, mà bởi thần của Ngài. Và chúng ta thấy nói cái điều này là cái điều mà nó đã tạo nên một cái sự khác biệt rất lớn giữa những con người đầy thần của Chúa và những người con người không có thần của Chúa. Vì vậy cho nên chúng ta phải ước mong, chúng ta phải ước mong để chúng ta được thần của Chúa cảm động chúng ta gấp bội phần, thần của Chúa đầy dẫy trên đời sống của chúng ta, để rồi chúng ta có thể làm được chuyện lớn cho Đức Chúa Trời. Của Thánh Quang em mà không phải bởi tài năng của chúng ta đâu, chúng ta vẫn biết điều đó. Nhưng mà ở đây chúng ta cũng phải với nhau rồi, không phải bởi kinh nghiệm của Chúa đâu, không phải bởi những gì theo Chúa lâu năm đâu, không phải bởi chức vụ lớn đâu. Mỗi ngày tôi bước đi với Chúa, tôi đều nói với chính bản thân mình là: Hùng ơi, ngươi sẽ trở nên yếu đuối, ngươi sẽ trở nên khốn nạn, ngươi sẽ trở nên thất bại, ngươi sẽ là một cơ đốc nhân yếu đuối, ngươi sẽ là một cơ đốc nhân đứng ở sau. Nếu ngươi không bám chặt vào Thánh Linh, nếu Thánh Linh của Chúa không ở trên ngươi, ngươi chẳng là gì. Tôi nói với Hội Thánh rằng tất cả mọi cơ đốc nhân đều có Chúa Giêsu. Chỉ khi có Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ đón nhận được Thánh Linh thôi. Và chính Chúa Giêsu nói điều này. Chính Chúa Giêsu nói rằng: Nếu các ngươi đi ta thì làm những việc ta làm, và làm những việc gì lớn hơn nữa, bởi vì ta đi về cùng Cha. Ý của Chúa Giêsu nói là khi ta đi về cùng Cha thì Đức Thánh Linh sẽ được ban xuống, và các ngươi sẽ làm chuyện lớn hơn. Chúng ta đừng nghĩ rằng học trò làm lớn hơn thầy có nghĩa là kiêu ngạo. Không, ý muốn của Chúa cho chúng ta là chúng ta phải làm nhiều hơn, làm lớn hơn những gì mà Chúa Giêsu đã làm. Còn lấy quan em không? Bởi vì Thánh Linh của Chúa đang ở cùng và ở trong mỗi chúng ta. Chúng ta tạ ơn Chúa bởi vì chính Đức Thánh Linh là đấng đã tạo nên sự khác biệt giữa hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam và những hội thánh khác. Ai đã dấn thân vào để mà cứu từng người nghiện? Ai đã làm cho những con người bần cùng, ai đã làm cho con người thế gian chán đời chê xã hội đó được trở nên những người mà ngồi ngang hàng với quan trường? Ai vậy? Đức Thánh Linh. Bởi vì chúng ta là hội thánh bước đi theo Đức Thánh Linh, và Đức Thánh Linh đã soi sáng. Có thể người ta nghĩ rằng đây là một sự ngẫu nhiên, nhưng mà không thể ngẫu nhiên được, bởi vì chính Đức Thánh Linh ngay từ hồi ban đầu đã cảm thúc, đã ban sức mạnh từ bên trong để rồi các đầy tớ Chúa là những con người dám xông pha, dám đến gần những người nghiện, ở cùng với họ, yêu thương họ. Nếu không phải bởi tình yêu của Thiên Chúa, nếu không phải bởi những công việc của Đức Thánh Linh hành động, thì không ai dám đến gần những con người ấy. Nhưng mà tạ ơn Chúa, bởi vì Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam là Hội Thánh bước đi trong Thánh Linh, và Thánh Linh đã soi sáng cho đầy tớ Chúa, cho một sư phóng văn lẹp, kể cả các mục sư ở trong thời kỳ đầu tiên. Và ngày hôm nay chúng ta đã thừa hưởng một di sản tốt nhất, đó là chúng ta tôn cao Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh là đấng đang làm chủ hội thánh. Đức Thánh Linh Ngài sẽ soi sáng cho chúng ta, và Đức Thánh Linh Ngài sẽ làm cho công việc của Ngài được lớn lên, và danh của Chúa được vinh hiển qua sự sức dầu của Đức Thánh Linh trên chức vụ của mỗi chúng ta. Ai đã làm cho Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam có ngày hôm nay?
chúng ta có thể nhìn lại đi. Mục sư Võ Văn Mạc Tư hay là các mục sư trong ban điều hành đồng hội sao? Tôi nói với các mục sư rằng không có một chút nào trong đó. Chúng tôi là những con người ở trong giai đoạn này Chúa tạm dừng chúng tôi. Chúng tôi muốn năm thành viên trong ban điều hành đồng hội. Nhiều khi chúng tôi ngồi và chúng tôi cầu nguyện, chúng tôi chỉ biết khóc. Chúng tôi hiểu rõ ân điển của Chúa là gì. Chúng tôi biết rõ công việc của Đức Thánh Linh là gì. Chúng tôi chỉ có một cái thứ nhất, đó là điều cậy Đức Thánh Linh. Bởi vì biết mình yếu đuối, biết mình kém cỏi, biết mình không bằng ai. Cho nên chỉ còn có một cái thứ nhất thôi. Chúng tôi nói là Chúa ơi, ngoài Thánh Linh là chúng con không làm gì được. Chúng con cũng có Chúa Giêsu, tất cả để tới Chúa trên thế giới này đều có Chúa Giêsu. Nhưng điều khác biệt là Đức Thánh Linh ở cùng chúng con, Ngài sẽ giúp đỡ chúng con làm những điều. Tạ ơn Chúa vì Đức Thánh Linh đã tạo nên sự khác biệt giữa người này với người khác, giữa con người với con người, giữa Eli và Elise, giữa David và những người mà chúng ta đã vừa nói tới. Và chúng ta thấy được rằng Đức Thánh Linh đóng một vai trò hết sức quan trọng. Chúng ta có muốn tạo nên sự khác biệt không, anh chị em? Chúng ta có muốn cho Thánh Linh của Chúa ở trên đời sống chúng ta tạo nên sự khác biệt giữa chúng ta với người khác không? Điều đó là điều mà chính Chúa Giêsu Ngài cũng đã có được điều đó. Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, nhưng Ngài xuống thế giới này, Ngài cũng tạo nên được sự khác biệt giữa Ngài với tất cả mọi giáo chủ, tất cả mọi giáo chủ của đời này, tất cả những thầy tôn giáo của người đó, tất cả mọi con người gọi là sinh ra những tôn giáo đều có sự khác biệt rất lớn đối với Chúa Giêsu. Hoặc nói cách khác, Chúa Giêsu tạo nên một sự khác biệt rất lớn là bởi vì Chúa Giêsu Ngài có thần của lẽ thật ở cùng. Ngài làm được những thứ kỳ phép lạ lớn nào. Và chính Chúa Giêsu xác nhận rằng thần của Chúa ngự trên ta. Ngài đã sức dầu cho ta để giảng tin lành cho người nghèo. Ngài đã sai ta để ra cho những kẻ được gặp được tha, kẻ mù được sáng và kẻ hạ hiếp được người đó. Chính Chúa Giêsu xác nhận rằng Ngài không tạo nên sự khác biệt, nhưng mà Đức Thánh Linh ở trên Ngài đã tạo nên sự khác biệt cho Ngài đối với những tôn giáo khác. Hồi nãy qua em không? Và đó là sự khác biệt. Chúng ta thấy nó được cái vai trò của Đức Thánh Linh hết sức quan trọng ở trên cuộc đời của chúng ta. Vậy thì chúng ta tiếp tục bám chặt vào Đức Thánh Linh trong giai đoạn mới này. Để rồi Đức Thánh Linh, Ngài sẽ qua đời sống của chúng ta. Ngài sẽ làm những việc lớn lao hơn nữa, quý đại hơn nữa. Và chúng ta trở thành những con người siêu nhiên cho Chúa. Và Chúa được quý nhiệm qua đời sống của Hội Thánh Quốc Tập Đoàn Việt Nam. Có thể được cho con em không? Và Thưa các đệ tử Chúa, tất cả những dấu kỳ phép, tất cả những điều lớn lao từ trong kỳ ước cho đến ngày hôm nay, chúng ta thấy không có những phép lạ lớn lao nào mà không có dấu ấn của Đức Thánh Linh ở trong đó. Và bây giờ tôi xin nói đến điều thứ hai, đó là Đức Thánh Linh tạo nên sự khác biệt giữa chính mình với chính mình. Các đệ tử Chúa, có bao giờ mà các đệ tử Chúa, chúng ta thấy cuộc sống của mình hôm nay thì thế này, mai thì thế khác. Có bao giờ các đệ tử Chúa thấy là hôm nay thì rất là mệt mỏi yếu đuối, nhưng ngày mai thì mạnh mẽ? Có ngày nào đó các đệ tử Chúa thấy là sao con bây giờ ngồi từ sáng đến chiều không có cái ý tưởng nào đến để có thể tìm được một bài giảng? Nhưng mà có những lúc thì sứ điệp của Chúa đổ xuống ầm ầm, ghi chép không kịp. Đây đến sứ điệp, các đệ tử Chúa có thấy điều đó không? Các đệ tử Chúa có thấy là có nhiều khi mình giảng lời của Chúa tuôn đổ nó như sống chìm vậy, nhưng mà có nhiều lúc nó khô tức độ mà giảng xong rồi ra không? Các đệ tử Chúa có thấy điều đó không? Các đệ tử Chúa có thấy là có nhiều lúc mình cảm thấy mình khô hạn vô cùng, nhưng mà có nhiều lúc thật sự là mình rất là hanh thông ngọt ngào? Đây là cái sự khác biệt giữa chính bản thân chúng ta. Cái sự khác biệt này đó là Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh ở trên chúng ta, Đức Thánh Linh sức dầu cho chúng ta, Đức Thánh Linh làm mới lại tấm lòng của chúng ta, Ngài cung cấp sức mạnh cho chúng ta. Và chính Đức Thánh Linh tạo nên sự khác biệt giữa chúng ta với chính bản thân mình. Chúng ta thấy họ không có Đức Thánh Linh, chúng ta cảm thấy mệt mỏi. Khi nào mà chúng ta nhận thấm, các mục sư chúng ta kiểm tra lại đời sống của mình. Khi nào mà chúng ta nhận thấm với Đức Thánh Linh, chúng ta
sự nó trở nên ngọt ngào, thanh thông trên đời sống của chúng ta. Những sứ điệp sẽ đến và đời sống chúng ta trở nên rất là thanh thông. Còn khi mà mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa bị nghẹt ngòi, ngay lập tức chúng ta sẽ cảm thấy một sự khô hạn. Chúng ta cảm thấy một cái sự nghĩa là yếu đuối trên đời sống của chúng ta. Thưa các đệ tử Chúa, chính Đức Thánh Linh Ngài tạo cái sự khác biệt giữa chúng ta với chúng ta. Có những lúc chúng ta cảm thấy là như là thần của Chúa nhập trên đời sống của chúng ta, Ngài nhập thể trên chúng ta. Chúng ta rất là sống một đời sống rất là sung mãn, rất là mạnh mẽ, yêu thương rất là siêu nhiên, tha thứ một cách rất là siêu nhiên và quần cái tình yêu đối với Chúa. Có những lúc thì chúng ta cảm thấy là nó rất là khô hạn, nó rất là nghẹt ngòi. Đó là cái lúc mà Đức Thánh Linh đang ở trong đời sống của chúng ta, hoặc là Đức Thánh Linh không có trong đời sống của chúng ta. Chính Đức Thánh Linh tạo nên sự khác biệt giữa chúng ta với chúng ta. Vậy tôi xin hỏi các đệ tử Chúa, chúng ta có ao ước rằng lúc nào chúng ta cũng đầy dẫy Đức Thánh Linh không? Lúc nào chúng ta tươi mới với Chúa không? Lúc nào chúng ta cũng mạnh mẽ dù ngăn đề dù báo tố xảy ra, nhưng mà lúc nào chúng ta cũng cảm thấy một cái sức mạnh siêu nhiên của Chúa ở trên đời sống của chúng ta không? Cái trải nghiệm, những cái trải nghiệm về sự đầy dẫy Thánh Linh ấy, có những lúc có đầy dẫy Chúa nó ở trong một ngày và nghĩa là một, nhưng mà có những lúc cái trải nghiệm của Đức Thánh Linh nó trong giai đoạn, có những lúc thì nó trong cả một đời. Cái sự trải nghiệm đó trong một giai đoạn, trong một đời hay không, nó tùy thuộc hoàn toàn vào đời sống của chúng ta. Chúng ta có ao ước bám chặt vào Chúa không? Chúng ta có ao ước rằng mình luôn luôn trải nghiệm sự đầy đẫy Thánh Linh không? Để rồi không bao giờ chúng ta phải gặp cái tình cảnh là khô hạn, cái tình cảnh mà chúng ta cảm thấy mệt mỏi chán chường, cái tình cảnh mà chúng ta tìm đâu cũng ra bài điện, cái tình cảnh mà chúng ta cảm thấy là chúng ta buồn chán với chức vụ của chúng ta. Nếu mà chúng ta muốn có một đời sống sung mãn thì không còn cách nào khác, chúng ta bám chặt vào Thánh Linh và xin Chúa giúp đỡ, để rồi không bao giờ chúng ta ở trong tình trạng khô hạn cả, bởi vì Thánh Linh của Chúa ở trong chúng ta. Ngài sẽ cung cấp sức mạnh cho chúng ta để chúng ta vươn tới. Để đời Chúa có amen không? Tôi có một cái kinh nghiệm. Cái đấy nó khoảng 5 năm. Lúc đó thì tôi có bên Đại Linh cái hội thánh ở tại Hanover có mời tôi giảng trong một cái đại hội. Đại hội đó là đại hội phục sinh. Và tôi mời giảng chính, ở trong đó thì có 4 năm diễn trẻ. Tôi mời giảng chính ở trong cái ngày Chủ nhật là ngày lễ phục sinh. Và tôi đi từ đây qua bên đó, tôi đi theo bằng xe đạp cùng với một số tôi tới Chúa, còn cái Chúa ở tại Bạch Linh. Khi mà tôi đến đó thì đến vào ngày thứ 6, trưa ngày thứ 6. Và cái buổi, cái kỳ lễ này nó bắt đầu từ tối ngày thứ 6 cho đến sáng ngày Chủ nhật. Mà cái bài giảng của tôi là sáng ngày Chủ nhật tôi mới nhảy. Và khi mà chiều ngày thứ 6 tôi đến Hanover, tôi cảm thấy mệt mỏi và tôi bị đau răng. Đúng lúc đó thì cái người trưởng ban tổ chức của chương trình điện cho tôi và nói là mục sư ơi, xin mục sư giúp dừng mục sư giảng vào tối ngày hôm nay là tối thứ 6, và mục sư giảng hai bài, mục sư giảng bài nữa vào cái ngày Chủ nhật. Tôi nói là tại sao vậy? Tại vì cái người mục sư mà được mời giảng tối thứ 6 này nè, ông ấy cảm thấy khó khăn và ông không giảng được, ông xin giảng qua ngày thứ 7, cho nên là xin mục sư giúp dừng. Và lúc đó tôi cảm thấy là rất là khó khăn. Tôi nói là thứ 6 là buổi lễ thương khó mà trong cái đó cái gì mời tôi giảng lễ phục sinh, bây giờ thứ 6 thì tôi không thể nào giảng bài giảng phục sinh được bởi vì nó đang ở trong kỳ thương khó. Thì lúc đó thì cái người trưởng ban tổ chức nói là vậy thì thưa mục sư có thể giảng luôn cả thương khó, mà lúc đó chỉ còn có mấy tiếng thôi, năng tôi điểm nhất người tôi nó mệt. Và tôi nghĩ là Chú ơi, Chú có muốn con giảng không? Con thì con chưa chuẩn bị bài. Và tự nhiên có một cái sự cảm động của Thánh Linh bảo rằng tôi giảng đi. Và tôi nhận lời.
và tôi còn mấy tiếng đồng hồ để mà đi từ đó đi ra cái chỗ tổ chức, cộng thêm là soạn bài. Và với một cái tâm trạng mệt mỏi, với một cái gọi là cái văn đông nhất như thế, tôi đi ra và các đại tớ xuống viên. Cái đại hội đó có rất nhiều quốc gia ở châu Âu người ta bay về, là bởi vì ở châu Âu thì dễ lắm, đi từ nước này qua nước khác giống như đi từ tỉnh này qua tỉnh kia thôi. Họ về vẫn là đông. Và khi mà tôi về, cuộc đời tôi chưa bao giờ mà tôi gặp cái tình cảnh như vậy. Tôi giảng một bài giảng mà tôi không biết là tôi nói cái gì. Tôi đến đây tôi giảng mà tới mức độ mà tôi nói liên liên, tôi nói mà tôi không hiểu nổi. Tôi vừa nói mà tôi vừa lên chết, con đời Chúa, con nói cái gì vậy? Ngài đâu rồi? Ngài đâu rồi mà để con như thế này? Tôi cố gắng, các bạn, ở đền thờ Chúa là những người giảng lời xuống kinh nghiệm đã dở rồi đó, thì lại cố gắng kéo dài. Kéo dài để mong rằng được gặp vào cái chỗ mà thân anh thân đến, để mà rút lui. Nhưng mà càng kéo dài thì nó càng dở, nó càng khô. Và tôi giảng mà tôi nói tôi không biết là cái chuyện gì nữa. Các đền thờ xuống kia, tôi đứng ở đây, tôi giảng những hàng ghế đầu. Khi mà tôi chia sẻ như vậy, tôi nhìn vào những người ở hàng ghế đầu, họ gục mặt xuống, họ quay đi chỗ khác và bắt đầu họ thể hiện rõ sự thất vọng. Bản thân tôi cũng thất vọng, thất vọng một cách ê chề luôn. Tôi nói cuộc đời tôi chưa bao giờ mà tôi ở trong cái tình trạng như vậy. Và bắt đầu một sự chán chường trong cả cái hội trường. Và cái người với cái người ngồi ghế đầu, người ta tỏ luôn thay đổi, tỏ luôn thay đổi. Người ta nguyết mắt, người ta lười. Và tôi phải giảng trong cái tình trạng như thế. Và rồi cuối cùng cái gì đến cũng phải đến. Kết thúc bài giảng. Kết thúc bài giảng trong một cái nỗi tê tái đau đớn vô cùng. Tôi đi ra để về cho khách sạn chúng tôi nghỉ. Ông bà sẽ đi làm đi cùng với chúng tôi. Để đến được khách sạn chúng tôi phải đi qua một cái hành lang rất là dài. Và bên cạnh hành lang đó là những cái căn phòng. Và người ta đang ở trong các phòng như vậy. Khi mà chúng tôi đi như thế này, những người mà đi ngược chiều với tôi, họ thấy tôi đi ngược chiều, họ quay mắt lại, họ khỏi thì chào tôi, họ quay mắt nào đi. Những người mà họ đang đứng ở cái cửa phòng đó, thấy tôi đi đến cửa xa, họ đóng sầm cửa lại. Và những cái người mà đi đằng trước tôi, họ quay lại, họ thấy tôi đi đằng sau, họ nói đầu, họ nói chán chết. Họ nói chán chết, bỏ bao nhiêu thời gian bay quật từ Ý qua đây, chán chết. Ôi, tất cả mọi sự phải nói là sụp đổ một cách là tận cùng trong đời sống tôi. Không còn cách nào khác. Và khi mà mục sư Liên Đạo đó, mục sư ơi, phải lên trên đó để ăn một miếng. Các đệ tử chúng biết không? Buổi sáng khi mà tôi, buổi chiều khi tôi đến, tôi chưa chia sẻ. Ai cũng rất là trịnh trọng, ai cũng rất là kỉnh kiềm đối với mình, bắt tay rồi chào đón rồi, phải nói là người ta kỳ vọng, người ta nghe là mục sư ở đây ở đó như vậy như vậy. Còn có người ta nói thẳng, người ta nói thẳng chán chết vậy mà cứ nghe vậy mà cứ đồn, vậy mà cứ đồn đại ý là đồn đại là tôi xin lỗi các mục sư, tôi giống như là Việt Nam qua người có ơn được ơn, vậy mà cứ đồn đại. Bao nhiêu những cái điều tai kia nó cũng tập vào. Và các mục sư biết là khi mà đến chỗ ăn buổi sáng ấy, ở buổi chiều đưa cà phê, thúc đưa cà phê rồi đưa nước chè rồi đúng nước này, tất cả mọi người yêu rất là yêu đãi. Nhưng mà bây giờ khi mà tôi đến tôi ngồi gần, người ta quay qua thấy tôi, người ta không nói một lời, không một lời mời, coi như tôi không quen nhá. Tôi nói một tình trạng đau đớn chưa bao giờ có ở trong cái đời sống của mình. Và một ông bạn suy nạp đi cùng với tôi, rồi những cái người tín hữu mà đi từ Bạch Linh đến cũng đi cùng, bị khinh chê y như vậy. Và khi mà tôi về thì sao? Tôi nói Chúa ơi, trước khi con về, con đã hỏi Ngài rồi mà. Con đã hỏi Ngài rằng con có về không? Rõ ràng là Ngài bật mí cho con là
con, nó muốn cố tình làm chuyện này. Tại sao ngài lìa con? Tại sao ngài bỏ con? Tại sao ngài để cho con rơi một cách không trọng lượng như vậy? Ít ra thì bài giảng thương thương nó giảng thôi đỉnh được một năm một người. Còn bài giảng này không có một chút nào cho người phần. Có nghĩa là tề hoài vô cùng đau đớn tới mức độ mà nó tạo nên một cái sự đau đớn rất cao cái hồn. Cao cái hồn. Và nhục nhà. Và khi tôi về khách sạn tôi lửng vật ra đó tôi khóc. Thưa Chúa ơi, con, bây giờ phải chi mà có cái lỗ con chúa xuống được. Ở Việt Nam các bạn biết đâu còn trốn cho nó trong kia được. Ở bên Đức, ở đâu là ở yên đó. Có chỗ nào để mà đi khổ nỗi như vậy đi. Đó là tối thứ sáu. Rồi sáng ngày thứ bảy tôi phải tiếp tục có mặt. Chiều ngày thứ bảy tiếp tục có mặt. Tối ngày thứ bảy có mặt. Đợi đến sáng ngày chủ nhật để giảng một bài nữa. Tôi nói Chúa, con không còn đủ sức. Con không còn đủ sức, đủ sức mạnh hay đủ một cái gì đó để con có thể vực dậy. Bởi vì nó lớn quá trường lớp ý. Nó tệ và tệ không thể nào chấp nhận được. Tôi nói với Chúa là Chúa ơi, ngài đang làm gì vậy? Thì lúc đó Chúa nói với tôi là con ơi, hôm nay là cái buổi chiều của chủ nhật, đúng là chủ nhật. Nay là kỷ niệm thứ không. Đến ngày chủ nhật là lễ phục sinh. Ta muốn con là con không phải chỉ kỷ niệm thứ không. Ta cho con kinh nghiệm sự thứ không. Ta cho con trải nghiệm sự thứ không. Để con biết nỗi nhục là gì. Để con biết được sự cô đơn là gì. Để con biết được người ta lìa bỏ con như thế nào. Tôi nói Chúa ơi, ngài cho con quá sức. Ngài là chiều người còn con không chịu được. Bởi vì ngài là Đức Chúa Trời. Ngay ngày hôm sau ngài có thể vinh quang đầy dẫy được. Còn con không làm được chuyện đó. Tôi bị lộn với Chúa, tôi nói Chúa ơi, sai con biết làm gì, bảo con dạng làm gì. Rồi cuối cùng làm gì nhục cả một cái hội thánh bản thân con. Chúa nói với con, con ơi, muốn bước vào sự vinh hiển, con phải trải qua sự thương khó. Và cho con trải nghiệm sự thương khó. Để con hiểu được thế nào là nỗi nhục. Con hiểu được thế nào là sự cô đơn. Để con hiểu được thế nào là sự rùa mó. Để rồi con biết ơn ta nhiều hơn. Con bước đi trong sự khiêm nhường nhiều hơn. Lúc đó tôi nói với các thầy Chúa này. Mặc dù Chúa nói như vậy nhưng mà tôi dối Chúa. Tôi nói không không không. Ngài từ thương khó ngài có thể vào cái hiện được. Còn con, bây giờ người ta sử dụng con cả một cái hội đồng. Mà con còn cảm nhận được. Con còn cảm nhận được cái ban tổ chức hội đồng. Rất là đáng tiếc với mời tôi. Rất tiếc nữa là ngày chủ nhật đã lỡ mời tôi. Ngày còn một ngày ngày chủ nhật nữa mà ngày đó mới là ngày chính. Tôi còn cảm nhận được điều đó nữa. Và đến ngày thứ bảy, ngày chiều ngày thứ bảy, có một ông mục sư đó. Tôi không tiện kể tên được đây. Và người đó khi mà thấy chúng ta qua bên Đức mở hội thánh thì họ đi mọi cách để họ giống như là chấm lại. Chấm lại. Và đến ngày thứ bảy là cái ngày ông giảng. Ô và ông giảng phải nói là thôi rồi, được đà, cái lời người ta nói chỉ trích cái vấn đề giải cứu, chỉ trích cái vấn đề giải cứu ma túy, chỉ trích cái vấn đề giải cứu điện tử, họ chỉ trích và họ xí nhục luôn. Mà trước lúc đó chúng tôi giải cứu biết bao nhiêu người bị quỷ ám ngay trong hội thánh của người đó, ngay trong hội thánh người đó và những nhân tố đó, những con người đó đang ngồi ở, những con người mà được chúng tôi giải cứu tại Đức Đức, giải cứu khỏi quỷ ám, giải cứu khỏi bệnh tật, đang ngồi ở. Và bây giờ cái người mục sư đó bắt đầu họ được đề, bắt đầu họ chống lại cái vấn đề giải cứu. Họ nói là ý nói là đến ngày đó có nhiều kẻ đến thưa cùng ta này, lạy Chúa, tôi đã từng nhân danh Chúa mà đồ kỳ nói đi chi làm phép này. Nhưng mà Chúa bảo là với những kẻ làm này nam ta không biết các ngươi. Và đưa những phân vào những cánh các bạn để mà bắt đầu chỉ trích. Tôi nghĩ nó đau, ngày chủ nhật nó đau đớn vô cùng. Và ngày thứ bảy tôi xin lỗi, chưa ngày thứ bảy đến giờ ăn tôi không ăn được. Tôi đi về khách sạn nằm khóc. Rồi đến ngày chiều ngày thứ bảy vẫn phê nó chịu trận. Và các bạn biết không, những mục sư diễn giả và ngồi hàng đầu, ngày đầu tiên họ xếp tôi ngồi hàng đầu. Qua ngày thứ bảy tôi đến qua chào tôi một câu, muốn ngồi đâu có thể ngồi. Ông mục sư nhân nào thương xót, ông xếp ông tìm với tôi cái ghế ở hàng thứ tư thứ năm ở biển kia. Tôi ngồi, tôi gần nhắm cái xíu mình.
gặp những cái nỗi đau, con nói Chúa ơi, Ngài con làm con đau bao nhiêu cũng được, miễn sao Ngài cho con biết là đấy là ý của Ngài, miễn sao nó nằm trong ý muốn của Chúa là đừng để cho con phải tủi nhục một cách ý là cô đơn mà đó là do chính bản thân con. Ngày thứ bảy tôi phải chịu, chiều thứ bảy tôi chịu nữa, tối ngày thứ bảy tôi chịu cái cảnh tôi nói ở Việt Nam là con sống rồi, ở đây không biết chúng gì đâu. Tối ngày thứ bảy tôi không ngủ được, tôi nằm chẳng hạn tất cả những sự nghiệp, tất cả những lời của Chúa chạy trốn đi, con người tôi trở nên nóng tức. Chúng đưa tôi vào một cái trải nghiệm nóng tức không còn gì nữa Chúa, con không biết phải làm sao, chết con rồi. Đến sáng ngày thứ Chủ nhật là cái ngày đại hội quan trọng nhất, và tôi tin rằng ban tổ chức và nhiều người đã thất vọng vì cỡ là người tôi, nhưng mà nó tiếp là đã người tôi còn một bài giảng cuối cùng. Lúc đó tôi phải nói là tôi cũng đến cái thế mà tôi ngồi của ngày thứ bảy tự nhiên cũng không ai ngồi, tôi đến ngày trễ mà vẫn là còn cái ghế đó tôi ngồi luôn. Tôi ngồi và tôi chờ, tôi nói Chúa, sao mà tất cả mọi chuyện trở nên rất tốt, con không thấy Ngài đâu cả, ôi Ngài đi làm điều gì vậy? Đến khi mà thở phụng xong, cái người hướng dẫn mời mục sư lên nhà, tôi không hiểu được. Tôi trong một cái ân trẻ lời Chúa biến mất, đau khổ cùng cực như vậy, mà tôi bước đi từ cái chỗ khoảng chỗ của chỗ mục sư ngồi mà tôi bước lên, tôi không thể tưởng tượng. Tôi bước đi giống như tôi đang bước trên thiên đàng, tôi bước đi mà giống như là tôi bước trên mây, nó nhẹ nhàng vô cùng. Người hướng dẫn đưa cái micro cho tôi, trẻ người không biết lời ở đâu ra mà nó bắn như đại bác vậy. Chúng ta thành công hay thất bại, chúng ta làm chuyện lớn hay không,
chúng ta chỉnh chọn người lấy danh này như con lô, chúng ta cũng amen mà nhận lấy. Nhưng mà chúng ta cũng đầy cái sự quyết nhiên của Chúa, biết sao cánh linh của Chúa ở trên đời sống của chúng ta. Ngài sẽ thường đau hành động trên đời sống của chúng ta. Có để tôi cho con nghe không? Và đây là một cái trải nghiệm thật sự mà nói rất là tuyệt vời. Tôi tin rằng các đền thờ Chúa là những người đã kinh nghiệm được không? Chúng ta không thiếu những lúc mà chúng ta trải nghiệm điều này. Vì vậy cho nên là chúng ta có sự khác biệt giữa bản thân mình với bản thân mình. Đó là do Đức Thánh Linh hành động trên đời sống của chúng ta. Chúng ta có khát khao rằng chúng ta thay đổi chính đời sống của chúng ta không? Thưa các đền thờ Chúa. Hơn chúng ta phải khát vọng là có sự khác biệt giữa chính mình kia đã. Chúng ta thấy điều này qua ABC. Ông ấy có tặng đến sự khác biệt giữa chính mình với mình không? Chúng ta xem mấy trăm tiên tri, không ai đi theo thầy. Ông một mình ông đeo bám thầy. Tại sao đeo bám? Một cái suy nghĩ trong lòng. Bao nhiêu năm bước đi với thầy, ông biết đó là thầy của ông là Eli, không thể nào làm được những chuyện lớn lao. Nếu như không có thần của Chúa ở cùng Eli thì Eli không thể làm chuyện đó. Cho nên là Eli sẽ phát hiện ra điều đó. Ông đã đeo bám thầy của mình. Người thế gian nói câu gì? Người thế gian nói là cái người thành công hay có lối đi riêng của mình. Các đệ tử chúng ta hay nghe câu này không? Người thành công hay có lối đi riêng? Và cái ông Elise, ông có lối đi riêng. Ông có cái lối đi mà không có tiên tri nào bước vào. Ông có lối đi mà của riêng ông ấy. Ông tạo nên sự khác biệt giữa chính bản thân mình với bản thân mình. Elise chỉ là một con người học trò, nhưng mà ông không chấp nhận những sự kém cỏi. Ông có một ước muốn, mà thần của thầy đầy dễ trên ông, để rồi ông làm những điều lớn lao vĩ đại hơn thầy của mình. Và chúng ta thấy đó này, Elise đã làm được điều đó. Ông đã làm khác biệt, ông đã bước đi một cách khác biệt hơn bất cứ một con người nào trong cái thời tiên tri bây giờ. Chúng ta là những người của Đức Chúa Trời, hỡi các đền thờ Chúa, chúng ta không phải tạo ra sự khác biệt để kiêu ngạo, nhưng mà chúng ta phải có một cái lối đi riêng. Chúng ta đừng đi theo những gì mà những con người vô tín đang bước vào. Chúng ta đừng đi theo những gì mà những người chống Thánh Linh bước vào. Chúng ta đi theo lối đi mà Đức Thánh Linh sẽ chỉ dẫn chúng ta. Đó là chúng ta bám chặt vào Đức Thánh Linh, để rồi Thánh Linh của Chúa đầy dẫn trên đời sống của chúng ta. Để rồi chúng ta làm những việc lớn lao cho Chúa. Để cho Chúa có amen không? Và điều thứ hai, Thánh Luật Phaolô nói là theo Thánh Kinh, huyền nhiệm đó là những điều chưa mắt nào thấy, chưa tay nào nghe, và chỉ loài người chưa hề nghĩ tới. Nhưng Thượng Đế đã dành sẵn cho người yêu mến Ngài. Thượng Đế đã nhờ Thánh Linh tiết lộ cho chúng ta. Thánh Linh dò xét mọi sự, kể cả điều sâu nhiệm của Thượng Đế. Và điều thứ hai mà tôi tâm tình với các đệ tử Chúa, đó là Đức Thánh Linh Ngài sẽ tiết lộ những sự vô nhiệm của thiên đàng cho chúng ta là những người yêu mến Thánh Linh. Kính thưa các đệ tử Chúa, nếu như không có Thánh Linh, đôi lúc chúng ta giống như là những người mù dẫn nhau đi xuống. Bởi vì chúng ta có lời của Đức Chúa Trời, nhưng mà lời của Đức Chúa Trời là luật pháp, lời của Đức Chúa Trời là văn tự, lời của Đức Chúa Trời soi sáng cho chúng ta những gì mà Chúa Giêsu đã bày tỏ. Nhưng mà còn trong thời đại ngày hôm nay, có nhiều điều Chúa vẫn chưa bày tỏ, có nhiều điều chúng ta chưa biết được, chúng ta phải làm thế nào. Nhưng mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời Ngài sẽ tiết lộ cho chúng ta những điều như vậy. Chính Chúa Giêsu đã nói trong Kinh Thánh đoạn 12 câu 16. Kinh Thánh đoạn 16 câu 12 13, Chúa Giêsu nói như thế này: bây giờ ta còn có nhiều điều muốn nói với các ngươi, nhưng mà e rằng nó cao quá, các ngươi không hiểu. Khi nào thần lễ thật đến thì Ngài sẽ dẫn các ngươi vào trong hội lễ thật.
Ngài không tự mình nói, nhưng mà nói những gì mà Ngài đã nghe. Và Thánh Linh của Chúa sẽ tỏ bày, sẽ tiết lộ cho các ngươi những điều chưa hiểu. Thánh Linh của Chúa sẽ tiết lộ cho chúng ta những điều chưa hiểu. Kính thưa các đệ tử Chúa, những gì mà đã đi thì đã đi được. Những gì chúng ta hiểu nó còn gần hơn, còn rất nhiều điều màu nhiệm, còn rất nhiều điều vĩ đại, còn rất nhiều điều sâu nhiệm của Đức Chúa Trời mà chúng ta chưa hiểu. Chúng ta cần phải có Thánh Linh của Chúa bày tỏ để chúng ta biết đến sự màu nhiệm hơn nữa. Cái lời tôi cho có ám hứng điều đó không? Chúng ta còn nhiều lắm. Nếu như chúng ta cho rằng chúng ta đã biết nhiều về lời Chúa rồi, chúng ta sai lầm rồi. Chính Thánh Linh mới là thần của lẽ thật. Kể cả lời Chúa đây, nếu như không có thần của lẽ thật giải thích cho chúng ta, đôi lúc chúng ta không hiểu sai. Và kể cả những có những điều không có trong cái thánh này, nhưng mà thần của lẽ thật sẽ bày tỏ cho chúng ta. Ngài sẽ tiết lộ cho chúng ta những điều vô nhiệm. Và đó là những điều mà cái thánh này không nhận được. Những người không yêu mến Thánh Linh sẽ không nhận được. Và đó là cái điều mà chúng ta cần phải khát khao. Kính thưa các đệ tử Chúa, cách đây 40 năm, tôi tin rằng những gì có trong ngày hôm nay cũng không cần về Việt Nam. Thì lúc đó là chưa có mắt làm thấy, chưa tay làm nghe, và chưa có ai suy nghĩ tới đâu, kể cả sư phụ Ngài cũng không nghĩ là chuyện này. Nhưng mà Thánh Linh của Chúa Ngài đã sống sẵn rồi. Đức Chúa Trời Ngài đã sống sẵn rồi. Đức Chúa Trời Ngài đã sống sẵn cho chúng ta ngày hôm nay. Và ngày hôm nay hội thánh quốc tập đẹp được như thế này, đó là Chúa đã sống sẵn. Chúa đã sống sẵn. Nhưng mà chưa đủ. Các đệ tử Chúa, chưa đủ. Chúa đã sống sẵn ở trong giai đoạn này thôi. Còn những gì nữa chứ? Còn rất nhiều nhiều ở giai đoạn nữa chứ? Đất nước Việt Nam của chúng ta hơn 100 triệu dân. Chúng ta chỉ có hơn 1 triệu người tin Chúa. Còn Phúc Âm Toàn Đài Việt Nam chỉ có hơn 10.000. Hàng mấy chục ngàn người nghiệp. Nhưng mà ở trong Hội Thánh Phúc Âm Toàn Đài Việt Nam chỉ có một số người nghiệp được cứu. Vinh quang của Chúa còn đầy dẫy, nhưng mà chúng ta sử dụng, chúng ta có chưa được bao nhiêu người biết được nghe, người tâm được nói, người mù được thấy, người què được đi, người chết sống lại. Chúng ta chưa có bao giờ nhìn thấy điều đó xảy ra ở đất nước Việt Nam. Hàng triệu người chưa được yêu. Và chúng ta cần phải nhờ Đức Thánh Linh để Ngài chỉ dẫn cho chúng ta, để Ngài tiết lộ cho chúng ta, để Ngài bày tỏ những sự bồng nhiệm mà chúng ta không thể biết được. Cơn mưa cuối mùa Chúa đã bày tỏ, Thánh Linh của Chúa đã bày tỏ cho chúng ta về cơn mưa cuối mùa. Chắc chắn là Chúa đã bày tỏ điều đó, thì nó sẽ xảy ra trong một cái phương tập về Việt Nam. Chúng ta, nó không phải là ý tưởng con người, nhưng mà đó là ý tưởng mà Đức Thánh Linh đã tiết lộ cho chúng ta. Có lấy qua men không? Thánh Linh Ngài đã tiết lộ cho chúng ta về cơn mưa cuối mùa, đó không phải là ý muốn của con người, mà đó là ý muốn của Đức Thánh Linh bày tỏ cho chúng ta. Chắc chắn là chúng ta tin cậy trong vòng vài năm nữa, chúng ta thấy được Hội Thánh Phúc Âm Toàn Thành Việt Nam sẽ vẫn nâng cấp một phần những gì đang có trong ngày hôm nay. Những gì mà đang có trong ngày hôm nay, Chúa Thánh Linh Ngài đã bày tỏ cho chúng ta rồi. Đó là nhiều quốc gia trên thế giới này, có nhiều quốc gia trên thế giới này, rất nhiều và rất nhiều, người ta phải đổ dồn về Việt Nam. Máy bay bay về Việt Nam nhiều khi cháy vé, không có vé để về Việt Nam nữa. Người ta về Việt Nam để người ta ngắm xem những điều lạc lùng mà Đức Chúa Trời đang làm cho đất nước Việt Nam của chúng ta. Ngài đã bày tỏ rồi, điều đó nó phải xảy ra, nó phải những gì mà chúng ta thấy đó này. Từ lâu nay ở trong trung tâm Angela, rồi các trung tâm cai nghiện, cũng có rất nhiều quốc gia cũng đã đến để học hỏi. Đó chỉ là một dấu hiệu nhỏ thôi. Vừa qua đây cái hội đồng cầu nguyện Đông Nam Á, 21 quốc gia đổ dồn về Việt Nam, và cái nơi sự năm của Á Lan khắp trên thế giới này. Và đó chỉ là bước đệm, đó chỉ là sự khởi đầu. Trong những ngày sắp tới đây, một cơn bùng nổ, một sự bùng nổ tiếng này, một sự bùng nổ về quyền phép của Chúa ở tại đất nước Việt Nam.
ta ôm chặt vào cái điều mà Đức Thánh Linh nhất rồi thì chúng ta hay không? Hay là chúng ta để cho tâm trí của loài người, hay là chúng ta để cho sự khôn ngoan của loài người chi phối điều mà Đức Thánh Linh đã bày tỏ? Đức Thánh Linh yêu chúng ta, cho nên Ngài đã bày tỏ cho chúng ta. Vậy chúng ta phải bám chặt vào Đức Thánh Linh để chúng ta có thể nhận lãnh được nhiều điều lớn lao, nhiều điều vĩ đại mà Đức Chúa Trời muốn làm qua hội thánh quốc tập này Việt Nam, qua chức vụ của chúng ta, qua đời sống của chúng ta, để đời sống của amen. Vâng, chúng ta làm điều gì đó phải có sự bày tỏ của Chúa. Và Chúa luôn luôn bày tỏ cho đệ tử của Ngài biết những điều mà Ngài chuẩn bị làm. Hỡi hội thánh, phần chúng ta, Chúa đã bày tỏ rồi, còn phần chúng ta hãy chuyển động, phần chúng ta hành động, phần chúng ta chuẩn bị đón nhận, phần chúng ta chuẩn bị đáp ứng tất cả những gì mà Chúa đã bày tỏ. Chúa đã khởi sự làm thì Ngài sẽ làm cho chọn. Và Đức Thánh Linh được ban xuống để làm điều đó. Đức Thánh Linh sẽ tiết lộ cho chúng ta những điều mà nhìn. Đức Thánh Linh Ngài sẽ tạo sự khác biệt giữa chúng ta với người khác. Đức Thánh Linh sẽ tạo sự khác biệt giữa hội thánh quốc tập này Việt Nam với những hội thánh khác. Đức Thánh Linh sẽ tạo sự khác biệt giữa chúng ta với chúng ta. Đừng để cho ngày hôm qua ngày hôm nay đều như nhau. Đó là lý do chúng ta cần phải thay đổi. Chúng ta cần phải thay đổi. Bởi vì Đức Thánh Linh muốn chúng ta phải thay đổi để chúng ta có thể đón nhận được những cái làn gió mới mà Đức Thánh Linh thổi vào những đời sống của chúng ta. Có thể nói với con nghe nào. Hãy xin Chúa giúp đỡ để rồi chúng ta có sự khác biệt với chính bản thân mình trước đã. Khi mà chúng ta có sự khác biệt với chính bản thân mình thì chúng ta sẽ có sự khác biệt giữa chúng ta với người khác. Chúng ta phải có sự khác biệt. Và đó là ý muốn của Chúa cho chúng ta. Chúa còn muốn chúng ta làm lớn hơn Chúa Giêsu nữa mà. Chúa Giêsu nói rất là nói. Chúng ta thì làm những việc ta làm mà. Làm những việc lớn hơn nữa. Vì vậy cho nên là chúng ta đừng sợ rằng chúng ta kiêu ngạo. Chúng ta không có dừng chân ở một chỗ. Chúng ta không có thu động. Chúng ta không có ý chí. Chúng ta không có trói chặt Đức Thánh Linh mà. Chúng ta không đừng có trói chặt đời sống của chúng ta. Mà chúng ta để cho Đức Thánh Linh của Chúa tự do hành động trên đời sống của chúng ta. Với một sự khác, Đức Thánh Linh có cơ hội hành động nhiều hay không? Chúng ta có trải nghiệm được với sự thăm viếng của Chúa Thánh Linh hay không? Chúng ta có thể trải nghiệm được sự đầy dẫy Thánh Linh hay không? Nó tùy thuộc vào thái độ của chúng ta với Ngài. Nếu chúng ta khao khát điều đó, nếu chúng ta ước muốn điều đó, nếu chúng ta khao khát một sự đầy dẫy liên tục, thì Đức Thánh Linh sẽ liên tục đầy dẫy trên đời sống của chúng ta. Để rồi chúng ta làm những việc lớn lao cho Chúa. Còn đánh qua men mà. Xin Chúa ban phước để từ Chúa. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.